chương không không một ta làm sao thành ma giáo giáo chủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com các vị nội ứng truyền đến tin tức mới nhất không công bố bảy năm lâu thiên mệnh ma giáo giáo chủ chi vị vào hôm nay hết thảy đều kết thúc cái gì ma giáo giáo chủ tuyển ra tới rồi là ai thiên mệnh ma nữ tô lệ vẫn là tiểu ma quân dương tung đều không phải là tân nhiệm ma giáo giáo chủ tên là Nghê Côn. Nghê Côn là ai? Chưa nghe nói qua a. À? Chẳng lẽ ma giáo âm thầm vung trồng tuyệt thế ma quân? Không thể nào. Từ nhậm chức giáo chủ trái nhẹ hầu sau khi chết, ma giáo quần ma vì giáo chủ chi vị, nội đấu 7 năm, 13 trưởng lão chỉ còn lại thứ ba, chính đại pháp vương chết thừa một cái còn tàn phế, huyết, hồn, thi, cổ tứ đại ma soái cũng chỉ thừa một cái thi ma. Các nơi phân đà, hương đường càng là vô sự thích ứng, năm bè bảy mãn. Nếu không phải ma giáo nội đấu quá mạnh, lần này cho dù chúng ta bảy phái hội minh, cũng rất khó thuận lợi như vậy đem ma giáo các nơi thế lực diệt cái bảy tám phần, cũng mang này đại thắng chi thế, thẳng xu thế thiên mệnh ma cung. Nếu như thiên mệnh ma giáo thật âm thầm vung trọng một vị tuyệt thế ma quân, lại sao có thể có thể phát sinh thảm liệt như vậy nội đấu? Chiếu ta xem, tên kia đều chưa biết nghe côn, nói không chừng chính là cái nào nội đấu bên thắng, bồi dưỡng thượng vị khôi lỗi. Không sai, thiên mệnh ma giáo là giáo chủ chi vị huyết tinh nội đấu, tàn sát lẫn nhau, tự tổn tay chân, quả thật tự chịu diệt vong tiến hành. Đừng nói kia nghe côn rất có thể chỉ là khôi lỗi, tung hắn là kỳ tại ngút trời, giá trị này mặc lộ thời tiết, vội vàng thượng vị, lại có gì năng lực nghịch chuyển càng khôn. Trận này, ma giáo tất vong. Không tệ, chiến dịch này ta bảy đại phái hội minh, vây công thiên mệnh cung, nhất định có thể đem thiên mệnh ma giáo chém tận giết tuyệt. Thiên mệnh cung Bên trong đại điện, một vị huyền bào đai lưng ngọc, kim quan buộc tóc cao lớn thanh niên, ngồi ngay ngắn giáo chủ bảo tọa bên trên. Hắn ngũ quan khắc sâu, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi tối tâm đôi mắt, giống như thâm bất khả trắc u đầm. Hắn sống lưng thẳng, lưng dài vai rộng, to lớn mã kim đao tư thế ngồi, cho người oai hùng anh phát bể nghệ thiên hạ cảm giác, làm người ta nhìn tới say mê. Đơn cái này bề ngoài, khí chất này, nói hắn không phải thánh giáo giáo chủ, cũng không ai tin na. Bảo tòa phía dưới, một trâu tóc bạc trắng, thần sắc hung ác nham hiểm áo bào đen lão giả, chắp hai tay sau lưng, không có chút nào kính ý đánh giá trên bảo tòa giáo chủ, cảm khái nói. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là cái kẻ đần. Lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên một vị thon dài cao gầy, sáng anh hùng búi tóc, lấy võ sĩ trang phục, thanh lãnh thuần mỹ thiếu nữ từ cửa hông tiến đến, bước nhanh đi nhanh đến lão giả bên cạnh thân, chắp tay vái chào. Đại trưởng lão, huyết, hồn, thi, cổ bốn bộ đệ tử tinh anh, địa, hỏa, thủy, phong bốn đường cốt cán thành viên, đều đã tiến vào mật đạo, là thời điểm rút lui. Lão giả hơi gật đầu, thản nhiên nói. Thánh giáo các loại điển tả có thể an bài thỏa đáng thiếu nữ nói. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão tự mình dẫn người kiểm tra, trong giáo tất cả trọng yếu kinh điển, một bộ không rơi, đã toàn bộ mang lên. Chỉ là điển tạ quá nhiều, vì vận chuyển điển tạ, thánh giáo mấy đời dành dụng tiền hàng, chỉ có thể chọn chút ít kim châu bảo ngọc mang theo. Trọn vẹn trăm vạn lượng hoàng kim, hơn ba nghìn vạn hai bạch ngân, cùng vô số tơ lụa, thậm chí đại lượng dược tài, đều chỉ có thể lưu tại trong khố phòng. Không sao lão giả thản nhiên nói. Tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ cần điển tạ vẫn còn, truyền thừa không dứt, đợi ta thánh giáo phục lên thời điểm, hôm nay mất đi hết thảy, sớm muộn còn có thể cũng cầm về. Thiếu nữ trầm mặt một trận, hỏi. Cần phải đem chiêu bảo khố cũng phóng hỏa đốt đi. Lão giả hỏi lại. Vì sao muốn đốt? Thiếu nữ chần chờ nói. Nếu không thiêu hủy, chẳng phải là tiện nghi bảy đại phái, cùng sâu chuỗi bọn hắn hội minh người kia. Lão giả mỉm cười. Như Thiêu Hủy chư bảo khố, bảy phái chuyến này không thu hoạch được gì, dù là chúng ta lưu hắn lại. Hắn chỉ chỉ trên bảo tọa kia một hơi một tiếng ngồi ngay thẳng thanh niên, cười nói: "Lưu lại vị này mới vừa ra lò giáo chủ, nhưng bảy phái có thể có chém vết thánh giáo giáo chủ công tích nói khoác, bảy phái nói chung cũng là sẽ không hài lòng, chắc chắn sẽ đối chúng ta theo đuổi không bỏ." Tương phản lưu lại bảo khố những cái kia của nổi, trăm vạn lượng hoàng kim, hơn ba nghìn vạn hai bạch ngân, vô số tơ lụa, đại tông dược tài, bảy phái vì khoản này kết xu tiền hàng, chắc chắn sẽ tranh đoạt không ngớt, bất chấp truy sát chúng ta. Thậm chí có khả năng bởi vậy nổi lên nội chiến. Dù sao, bảy phái cũng không phải là bền chắc như thế, lẫn nhau ở giữa, còn từng có nhiều tranh chấp thậm chí huyết cưu. Lần này mặc dù thành công hội minh, bị người miễn cưỡng ghép lại cùng một chỗ, thế nhưng lúc nào cũng có thể bởi vì lợi ích mà trở mặt. Chúng ta vứt xuống kia mấy khối lớn thịt mỡ, nhưng bọn hắn khứ cẩu giảo cẩu, chẳng phải sung sướng. Đại trưởng lão mưu tính sâu xa, tô lệ bội phục. Thiếu nữ, đó là thiên mệnh giáo đương đại thánh nữ tô lệ chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn một chút bảo tọa bên trên, kia bề ngoài phá lệ xuất chúng, coi là thật có mấy phần hùng thị thiên hạ khí phách tân nhiệm giáo chủ, nói khẽ. Nghe cùng hắn còn có cơ hội sống sót sao lão giả đó là thiên mệnh giáo đại trưởng lão cổ trường không thản nhiên nói nghe côn đại khái là không có mạng sống cơ hội liền hắn bộ dáng này khí chất này bảy đại phái đánh vào thiên mệnh cung lúc sợ là cho dù ai nhìn thấy hắn đều sẽ đem hắn coi như cái thế ma quân dù là hắn không nói một lời bảy phái cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là khinh miệt coi nhẹ nói đến đây hắn nhãn thần lãnh đạm nhìn tô lệ một cái lạnh nhạt nói ra. Lão phu biết ngươi thổi nhỏ liền cùng nghe cung quen biết, nhưng hắn chung quy là cái kẻ đần. Liền liền 20 năm trước đem hắn kiếm về, nuôi hắn 13 năm thất trưởng lão, hắn cũng không nhận ra huống chi là ngươi. Ta thánh giáo đem hắn cái này cái kẻ đần nuôi đến như thế lớn, bây giờ cũng nên đến hắn hồi báo thời điểm. Tô Lệ nhấp nhẹ môi anh đào, lại nhìn một cái giáo chủ nghe cung, nhãn thần thanh lãnh giọng nói lại hơi có vẻ buồn vô cớ ta luôn cảm thấy hắn không nên là cái kẻ đần không nói đến tướng mạo một cái kẻ đần có thể nào nuôi ra như vậy khí phách khi còn bé đệ tử cùng cùng tuổi các bạn đồng môn chơi trò chơi lúc đều là đem hắn kéo tới đóng vai trưởng lão pháp vương thậm chí tướng quân hoàng đế thậm chí thần tiên cổ trường không cười nhạt nói đây chính là tạo hóa thần kỳ có thể làm cho một cái ngây thơ vô trí, chỉ có thể miễn cưỡng tự gánh vác ăn uống ngủ nghỉ đồ đần, không hiểu sinh ra bực này khí chất. Dạy hắn dọn xong tư thế, một hơi một tí không nói lời nào lúc, có thể có này bể nghệ thiên hạ, hùng thị bốn phương tám hướng khí phách. Có lẽ, đây là các ngươi khi còn bé làm trò chơi lúc, giúp hắn nuôi ra. Dù sao, nghe nói hắn bắt chức năng lực không tệ, có thể đem bản giáo, lây núi bách kích, đánh có bài bản hẳn hoi, quyền giá tử đánh thậm chí sau ngươi cùng dương tung cũng xinh đẹp đẹp mắt tô lệ lắc đầu hắn cũng liền chỉ là có thế bắt trước, đánh ra xinh đẹp đẹp mắt sáo lộ cũng không hiểu thực chiến biến chiêu uy lực cũng liền cái phổ thông đệ tử cũng so không lên cho nên tạo hóa lại thần kỳ cũng chỉ có thể nhường một cái kẻ đần hào nhoáng bên ngoài thôi cổ trường không cũng lắc đầu nói không còn sớm sủa đi thôi tô lệ gật gật đầu nhìn một chút bảo tọa bên trên, kia oai hùng anh phát cao lớn thanh niên, thầm than một tiếng, theo cổ trường không quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, thiên mệnh cung ngoài cửa, truyền đến trận trận binh khí giao kích âm thanh, chém vết tiếng hò hét, xương cốt bẻ gãy âm thanh, cùng sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Lại qua một lát, cửa điện âm vang đẩy ra, một cái cường tráng đại hán mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ngẩng đầu mà bước, bước qua ngưỡng cửa, xông vào trong điện một cái liền thấy được giáo chủ trên bảo tọa nghe côn. Cùng nghe côn nguyên thâm khó lường hai mắt một đôi, kia đại hán nụ cười ngưng tắt nghẽn, sợ hãi giật mình, chỉ cảm thấy chỗ ngồi kia cao lớn thanh niên khí phách mạnh, giống hệt long xoáy tại thiên, lại nhường trong lòng của hắn ẩn sinh mấy phần ý sợ hãi, kìm lòng không được triệt thoái phía sau nửa bước. Ý thức được tự mình e ngại lùi bước, lại nhìn nghe côn thận sắc, cường tráng đại hán cuối cùng cảm giác nghe côn khóe miệng giống như có chút nhếch lên, đang coi nhẹ mỉm cười, lập tức thẹn quá hóa giận, nhiệt huyết xông lên đầu, gào thét một tiếng. Ma giáo tặc tử chớ có càng rỡ. Thất nghĩa môn triệu chấn, lấy ngươi trên cổ đầu người. Vừa mới nói xong, cường tráng đại hán chân phải mạnh mẽ đập mạnh địa, mặt đất gạch đá ầm vang vỡ toan, khói bụi tràn ngập ở giữa, giống như mảnh hổ dược khe, hùng tráng thân thể vút qua mười trường, lớn chừng cái đấu nắm đấm oanh bạo không khí, gạt ra tầng tầng khí lãng, tự như máy ném đá bắn ra đạn đá thẳng oanh nghe côn cái tráng bành trong tiếng nổ đại hán trọng quyền chính giữa nghe côn cái tráng tuôn ra một cái nổi trống cũng giống như trầm đục nghe cung thân hình một chút bất động một mình áo vạt áo như gặp phải gió lóc thổi đến cổ trướng bành lên toàn thân làn da cũng bỗng nhiên chấn động phát ra chuông sớm hùng hồn oanh minh tiếp tục mấy tức lâu ông ông tiếng oanh minh bên trong kia đại hán kêu lên một tiếng đau đớn lăng không ngã xuống ra ngoài sau khi hạ xuống lão đảo lui lại mấy nhanh chân, cho đến gót chân chống đỡ lên ngưỡng cửa, đem giày đặt ngưỡng cửa bù đắp được trăng trắc nước ra, mới miễn cưỡng dừng lại. Thật vất vả ổn định thân hình, đại hán nhìn một chút tự mình run nhẹ nhẹ, thấy ẩn hiện bầm tím hữu quyền, lại ngẩng đầu nhìn về phía nghe côn, gặp hắn cái trán lông tóc vô hại, mà ngay cả một tia dấu đỏ đều không đáp lại, không khỏi chấn kinh nghẹn ngào. Bực này khổ luyện công phu. Chẳng lẽ ngươi chính là đương đại ma giáo giáo chủ nghe côn lúc nói chuyện không biết phải chăng là ảo giác đại hán ẩn cảm giác nghe côn kia uyên thâm u đồng bên trong giống như ẩn ẩn hiện lên một vòng dị sắc kia cao cao tại thượng lòng xoáy tại thiên khí phách cũng ẩn ẩn phát sinh một tia biến hóa giống như là cuối cùng từ chân trời hạ xuống đến nhân gian lúc này một hơi một tí ngồi ngay ngắn giáo chủ bảo tọa bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy nhìn phía trước tư thái nghe côn rốt cục mí mắt cục xuống nhìn về phía kia cường tráng đại hán triệu chấn thanh tuyến trầm thấp chậm rãi nói ra không tệ ta chính là thiên mệnh giáo chủ nghe côn triệu chấn khóe mắt có chút trung rẩy hai lần chợt cất giọng hét lớn ma giáo giáo chủ ở đây chư vị đồng đạo mau tới hàng ma nghe côn trên mặt hào không động dung một bên nhớ lại thiên mệnh giáo tin tức một bên âm thầm cảm khái làm sao không để ý ta liền thành ma giáo giáo chủ còn bị coi như con rơi lưu lại đính hang đâu. Nghe côn dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn là người xuyên Việt, tại 20 năm trước, nhục thân xuyên qua đến tận đây giới. Xuyên qua lúc, nghe côn cũng không biết tự mình đến tột cùng đụng phải cái gì, tóm lại nhục thân khó hiểu nghịch sinh trưởng biến thành hài nhi, linh hồn cũng bị đánh vào không hiểu bề bộn tin tức, phát sinh một loại nào đó kỳ diệu dị biến. Nếu như không phải bị ma giáo thất trưởng lão nhặt được, kia lão ma đầu lại khó hiểu đại phát thiện tâm, đem hắn mang về nuôi dưỡng, làm không có chút nào năng lực tự vệ hai nhi, hắn khả năng sớm đã chết ở xuyên qua mới bắt đầu. Có thể mặc dù sống tiếp được, hai nhi kia yếu ớt nhục thân, lại khó mà gánh chịu cái kia trưởng thành lại dị biến linh hồn, làm hắn 20 năm qua một mực thần trí ngây thơ, giống như thiểu năng. Cho đến bây giờ, 20 năm sau, nghe cùng mới tốt giống như đại mộng mới tỉnh, triệt để khôi phục linh trí. Đương nhiên, cái này 20 năm thiểu năng nhân sinh bên trong, hắn cũng không phải là chính xác ngây thơ vô tri. Hắn bên ngoài mặc dù giống cái kẻ đần, vừa ý biết từ đầu đến cuối thanh tĩnh. Hắn có thể cảm giác bên người phát sinh hết thảy, cũng nhận ra chung quanh người quen nhóm. Mặc dù không ai sẽ cùng một cái đồ đần đàm luận trong giáo cơ mật, có thể đại thể tình huống, hắn vẫn có thể theo bên người thiên mệnh giáo chúng thường ngày nói chuyện bên trong, hiểu rõ một hai thế là hắn biết rõ nơi này là dị giới thiên địa biết rõ đây là đại chu hoàng triều biết mình thân ở thiên mệnh thánh giáo tổng đàn biết rõ ngoại trừ thiên mệnh giáo đồ những người khác xưng thiên mệnh giáo là ma giáo hắn cũng phải nhận đến đại trưởng lão cổ trường không thánh nữ tô lệ tiểu ma quân dương tung còn bao nhiêu biết rõ một chút bảy năm qua ma giáo bởi vì giáo chủ chi vị không công bố mà phát sinh nội đấu cùng trải qua thảm liệt nội đấu thực lực đại tổn về sau mà giáo bây giờ đối mặt hiểm ác cục diện. Chỉ là biết rõ về biết rõ, nghề côn trước đây lại cũng không có thể làm thứ gì. Hắn ý thức bị trong linh hồn kia bề bộn tin tức trói buộc bối rối, chỉ có thể ý lại bản năng chi phối thân thể, không cách nào thanh tĩnh tự chủ trưởng khống thân thể. 20 năm qua, ý thức của hắn, một mực tại càng không ngừng chảy vuốt kia bàn hỗn tạp loạn không hiểu tin tức. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện những cái kia bề bộn tin tức, tự hồ cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, giống như đang không ngừng diễn hóa dị biến, lấy càng thêm thích ứng cái này phương thiên địa hoàn cảnh. Mà loại này không gián đoạn dị biến, cũng không thể nghi ngờ tăng lên hắn chải vuốt độ khó. Thẳng đến hôm nay, dị biến mới rốt cục đình chỉ, nghe cùng cũng rốt cục đem triệt để dị biến hoàn thành bề bụng tin tức, chải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng. Trong đó có hơn phân nửa tạp chất, bị hắn triệt để loại bỏ, từ trong linh hồn tháo rời ra những này, tạp chất tin tức, cũng chưa cứ thế biến mất, mà là hóa thành một loại nào đó huyền diệu thần kỳ năng lượng, dung nhập hắn nhục thân bên trong, làm hắn nhục thân tại trong khoảnh khắc, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Còn lại chút ít hạch tâm tin tức, thì tại nghe côn trong ốc, diễn hóa thành một phần công pháp. Bất hủ kim thân Nhìn xem, trong ốc, kia vô số chìm nổi biến hóa màu vàng ký tự, cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng, nghe côn trong lòng thở dài. 20 năm qua, mặc dù chưa hề chân chính tu luyện qua, nhưng vì tỉnh táo lại, theo hài nhi thời kỳ bắt đầu, đau khổ trải vuốt những cái kia bề bộn tin tức, cuối cùng được đến Bất Hủ Kim Thân, 20 năm khổ công, cũng coi là một loại tu hành a, à, cuối cùng thành quả, cũng coi là mỹ diệu. Dị biến hoàn thành, triệt để thích ứng cái này phương thiên địa tin tức, hắn hạch tâm biến thành Bất Hủ Kim Thân công pháp, còn lại tạp chất thì biến thành cường hóa thân thể năng lượng cũng tại kia cường tráng đại hán triệu chấn một quyền, trợ công dưới, hoàn thành bất hủ kim thân, trúc cơ. Ý thức, cũng rốt cục triệt để tỉnh táo lại, khôi phục thân thể tự chủ trưởng khống. Hắn giờ phút này, đã không còn là cái kia chỉ có thể ý lại bản năng, miễn cưỡng tự gánh vác sinh hoạt, đồ đần. Hắn hiện tại, là trải qua 20 năm khổ công, rốt cục hoàn thành bất hủ kim thân, trúc cơ cường giả. Ngay tại nghe côn cảm khái thời điểm đại điện trước cửa bóng người chấp động, trong nháy mắt, xông tới mấy cái khí tức cường đại võ giả. Chính là nghe được triệu chấn triệu hoáng, đến đây hàng ma bảy đại phái cao thủ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.